Xin chào quý vị. Vâng, chủ đề hôm nay Trí Ngô xin muốn chia sẻ là có rất nhiều người landlord, tức là chúng ta là chủ nhà, chúng ta có thể có căn nhà thứ hai, thứ ba, nhà đầu tư gì đó chẳng hạn. Thì một trong những cái câu hỏi khi mà mình cho mướn ra đó, thì làm thế nào để mình kiểm tra được cái người tenant đó, nhiều khi người ta không trả tiền hoặc là người ta phá phách đồ trong nhà, thì đó là những cái headache, những cái đau đầu rất dành cho rất nhiều người chủ nhà. Thì hôm nay Chí chia sẻ một trong những cách để quý vị có thể bớt được cái stress đó, lãnh tiền vô một cách dễ dàng mà không sợ nhà bị phá. Cái tiền đó thì thường không phải cái người tenant đó họ trả tiền, mà chính phủ họ thay mặt họ trả tiền cho mình. Thì đó, cơ quan này là một trong những cơ quan mà rất là phổ biến ở San Antonio, tức là SAHA. Vâng, thì cái cơ quan này sẽ là người trả tiền cho chúng ta, những người chủ nhà. Còn cái người mà vô ở đó, họ phải có những cái voucher từ chính phủ cho, rồi mình là người lấy tiền từ chính phủ. Thành ra có cái hay á, là những người đó họ lai ly, họ sẽ ở, họ sẽ giúp giữ bảo vệ căn nhà. Tại vì nếu mà họ phá phách hay gì á, mình report lên SAHA thì SAHA chắc là họ không có được ở trong nhà nữa. Thì giờ họ đâu có muốn mà mất cái nhà mà họ đang ở đâu, đúng không? Thì họ không phải là người trả tiền ra đó. Rồi bản thân cái nhà mình tiền á, là vì mình không có thu tiền cho nó, mình không có phải đi thu tiền từng tháng, rất là mất công. Ở đây là vì cái chương trình của SAHA chính phủ họ đã trả tiền cho mình rồi, thì cái nó giải quyết được hai cái khó khăn đó, đúng không quý vị? Vâng, thì nếu mà quý vị nào có nhiều căn nhà, có nhà đầu tư hoặc là có dư nhà cần cho thuê, cần list lên cho thuê, thì có thể liên lạc Trí Ngô MBA Realtor. Trí Ngô có thể giúp cho quý vị đạt được cái đó một cách có nhà, dư nhà mà cho thuê nhà một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của Trí ở San Antonio về lĩnh vực bất động sản là 210-910-8000. Vâng, 210-910-8000. Xin cảm ơn.